Và cái cách sinh hoạt của chúng ta cũng như bình thường, tức là anh chị nào tới trước chúng ta hát trước. Và cho nên hôm nay là sinh nhật của Tina, cho nên Tina có cái ý là mời tất cả các anh chị đến là dự của buổi tiệc sinh nhật của Tina, để Tina gửi lời cảm ơn đến tất cả các anh chị trong cộng đồng của chúng ta đã ủng hộ cho Tina, đã đem đến sự thương yêu quý mến, lúc nào cũng ủng hộ Tina, và đến bây giờ càng ngày càng đông nữa. Và để gửi lời cảm ơn đó, Tina mới tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ này để chiêu đãi các anh chị ngày hôm nay. Cho nên hôm nay mấy anh chị biết rồi cái từ chiêu đãi là như thế nào rồi, Tina không dám nói cái từ kia để mấy anh chị tự hiểu ha. Cho nên hôm nay chúng ta phải vui chơi thật là nhiệt tình với anh chị. Và cái chương trình có thể là nó sẽ không y như những cái chương trình trước nữa, nhưng mà các em linh động một tí có được không? Được ha. Bởi vì em cũng có một số tiết mục là em muốn phục vụ cho các anh chị, cũng về những cái tác phẩm về nhân gian của văn hóa Việt Nam mà thôi, mà trước kia em không có cơ hội để em phục vụ các anh chị. Thì hôm nay em sẽ cố gắng đem những cái bài hát của các miền, miền Bắc, miền Trung, miền Nam, mặc dù em hát không có hay, nhưng mà em sẽ mô phỏng lại những cái hình ảnh của cái thời Việt Nam chúng ta, trong cái thời thanh bình, trong cái thời xa xưa. Và có khi chúng ta, tất cả anh chị ở đây hoặc em nữa, chưa có sinh ra. Và thức ăn hôm nay á, thì em nấu bò kho bánh mì, bánh ít, bánh gì? Bánh lọc, bánh à, bánh bột lọc tròn. Bánh bột lọc tròn, trời ơi sao nó có chịu, có nói người ta. Rồi sao mà bánh ướt chả lụa thì có chị Mai sẽ ủng hộ sau, và chị Bích Thuận thì ủng hộ bánh ướt. Bánh mì thì Hương ủng hộ bánh mì. Và bánh sinh nhật thì Alex ủng hộ cho Tina. Và còn ai nữa không anh chị? Còn ai ủng hộ em nữa không vậy? Và tất cả các anh chị ở đây đã ủng hộ Tina bằng tấm chân tình mà Tina yêu thương. Và em nói cho nghe cái hành trình mà em nấu cái món bánh ít lạc tròn ngang, cho mấy anh chị thông cảm. Bữa trước em nấu nhà có mấy người nó dễ nấu quá. Bữa nay em nấu trời cái trăm cái á, thành ra cái những cái giảo đầu á nó hơi cứng. Cho nên lỡ anh chị nào mà ăn á, cho nên đừng có thấy lớn mà mê nha. Ăn á mà lỡ nó có nuốt trọng á thì không sao, bởi vì em có trép mỡ hành trơn trơn đàng hoàng, không có sao hết. Và hơn nữa là lát không ăn bánh mì bò kho nó cũng đè xuống. Hơn nữa em thấy mấy anh chị ở đây nè rất là hay nha, mặc dầu đã lớn tuổi rồi nhưng mà em thấy giọng ca đầy nội lực, chứng tỏ rằng thực quản của chúng ta nó cũng nở dữ lắm nha. Cho nên ăn bánh ít này không có sao hết trơn á. Nhưng mà em nói trước nha, bởi vì làm cực quá à, cho nên em làm á, lúc đầu mấy anh chị ăn dùng em hai cái thôi nha, nào đưa ăn thêm nha. Còn bánh mì bò kho thì em sẽ thoải mái để em nấu thứ hai nồi luôn. Em nấu thứ hai nồi luôn. Rồi bánh, còn cái bánh sinh nhật nữa chứ, cái bánh sinh nhật là của Alex là bánh kem, còn em làm tới 5 ổ bánh rau câu để chị đảm anh chị ngày hôm nay luôn. Và trái cây nữa. Cho nên hôm nay chúng ta vui chơi thật tình với các anh chị. Mình đừng có máy chuyện gì hết trơn, kệ nó, giống như là đây là một buổi sinh hoạt văn nghệ của chúng ta để nối kết tình thân của người Việt Nam xa xứ của chúng ta. Và để khỏi mất thời gian các anh chị và bắt đầu chương trình, Tina xin mời chị Đan Đan Ngọc. Và sau chị Đan Đan Ngọc là Kim Hồng chuẩn bị dùm cho Tina. Và sau đây em xin nhờ chị Tina mẹ em xin. Hôm nay khỏi thùng. Chiêu đãi cho mà tiếp. Đấy, thùng rác, cho nó bự. Đi làm tới đúng. Yeah.
đi sao? Chia sẻ với em Gina và các anh chị em ở đây. Hôm nay là chị rất vui vẻ gặp lại em và các anh chị lâu ngày mới gặp, anh chị lâu quá mới gặp. Chị rất là hân hạnh được gặp lại em và chúc mừng em thêm một tuổi mới, thêm một tuổi đời để mà em chống chọi với đời. Chị mở màn với cái bài Anh Thì Không. Anh thì không nha, tức là để cho nghe lời ca mới thấy anh là không chỗ nào nha. Anh nghe bài, nếu lời không có anh thì xin thay mặt cho anh chị em ở đây, chị cảm ơn Gina có bữa tiệc chiêu đãi rất là hoành tráng. Cảm ơn chị.